Quyển 44 thứ 15 Bồ Tát Điện. Phần đầu trì du giả xứ, phẩm 14. Cúng dường thân cận vô lượng. Sao gọi là cúng dường thân cận tu tập vô lượng của Bồ Tát? Cốt Đà Nam thuyết, cúng tam bảo gần vạn lành tu vô lượng là rút sau. À, cúng dường. Sao gọi là Bồ Tát ở chỗ Như Lai cúng dường Như Lai? Được có 10 chủng. 1. Cúng dường xá lợi. 2. Cúng dường tháp bảo. 3. Cúng dường hiện tiền. 4. Cúng dường không hiện tiền. 5. Tự mình thiết lễ cúng dường. 6. Dạy người thiết lễ cúng dường. 7. Cung kính cúng dường tài bảo. 8. Cúng dường rộng lớn. 9. Cúng dường vô nhiễm. 10. Cúng dường tránh hạnh. 1. Hoặc trừ Bồ Tát, tự thần hiện tiền cúng dường sắc thân của Như Lai, đây gọi là cúng dường xá lợi. 2. Hoặc trừ Bồ Tát vì Như Lai dựng lập tất cả, hoặc tháp, hoặc đèn, hoặc đài, hoặc tháp cũ, hoặc tháp mới, chẳng thiết các thứ cúng dường, đây gọi là cúng dường tháp bảo. 3. Hoặc trừ Bồ Tát đối với thân Như Lai hay tháp mới, hoặc tự mình đối diện, hoặc tự mình chăm chú nhìn mà chẳng thiết cúng dường, đây gọi là cúng dường hiện tiền. Hoặc trừ Bồ Tát đối trước Như Lai và tháp, lúc hiện tiền sắp bày bố thí cúng dường đầy đủ, tâm cùng ý lạc tăng thượng, tâm cùng tịnh tín phát khởi, suy nghĩ thế này. Hoặc pháp tánh của một Như Lai, tức là pháp tánh của tất cả Như Lai quá khứ, vị lai hiện tại. Hoặc pháp tánh của một tháp Như Lai, tức là pháp tánh của tất cả tháp Như Lai trong mười phương tất cả thế giới không ngảnh không mé. Cho nên nay tôi hiện cúng Như Lai, tức là cúng dường bát đời tất cả Như Lai. Nay tôi hiện cúng tháp, tức là cúng dường tháp mười phương tất cả thế giới không ngảnh không mé, hoặc đèn hoặc đài, hoặc tháp cũ hoặc tháp mới. Đây gọi là Bồ Tát cúng dường hiện tiền không hiện tiền tất cả Như Lai và tháp. 4. Hoặc trừ Bồ Tát, đối với những nơi không hiện tiền tất cả Như Lai và tháp, tiền tác tưởng đến Như Lai, rộng vi bát đời tất cả Như Lai, tất cả mười phương tháp Như Lai mà thi thiết cúng dường, đây gọi là Bồ Tát cúng dường không hiện tiền Như Lai và tháp. Hoặc sau khi Phật nhập Niết Bàn, trừ Bồ Tát vì Như Lai tạo lập hình tượng hoặc tháp hoặc điện hoặc đài, tùy lực tùy khả năng mà dựng lập hoặc một hoặc hai hoặc nhiều, cho đến trăm ngàn muôn muôn ước số, Bồ Tát đối với Như Lai thiết lập cúng dường rộng lớn không hiện tiền như vậy, sẽ gặt hái vô lượng quả đại phước đức, nghiệp thọ vô lượng phước đại phạm rộng lớn, do đầy Bồ Tát nằm ở trong vô lượng kiếp, đại kiếp không đạo vào được ác, do nhân duyên đầy từ đường vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không gì viên mãn. Trong đây trừ Bồ Tát nếu cúng dường hiện tiền Phật và tháp, nên biết gặt hái quả đại phước. Nếu cúng dường không hiện tiền Phật và tháp, sẽ gặt hái quả đại đại phước. Nếu cúng dường hiện tiền không hiện tiền Phật và tháp, sẽ gặt hái quả tối đại phước, không gì sánh được. 5. Hoặc trừ Bồ Tát đối với Như Lai và tháp, tự tay mình thiết lễ cúng dường, không sai khiến tồi tớ, không nhờ bạn bè, dân chúng quyến thuộc, không nương, phóng dật, trải đãi lười biếng, đây gọi là tự mình thiết lễ cúng dường của Bồ Tát. Hoặc đối với Như Lai và tháp, trừ Bồ Tát muốn thiết lễ cúng dường, chẳng phải chỉ tự làm mà còn khuyến khích hoặc cha mẹ, vợ con, tùy tớ, bạn bè, dân chúng, quyến thuộc cùng làm, hoặc quốc vương, vương tử, đại thần, trưởng giả, cư sĩ cùng làm, hoặc bà la môn cùng làm, hoặc quốc ấp tụ lạc, thường chủ nhiều tài bảo, dưới cho đến hết thảy nam nữ lớn nhỏ nghèo cùng, tất cả người khổ dòng trên Đà La cùng làm, hoặc thân giáo sư, quỹ pháp sư, những người cộng chú, cận chú, người đồng phạm hạnh, các vị xuất gia, hết thảy chúng ngoại đạo cùng làm, Bồ Tát khiến họ đối với Như Lai và tháp, tùy sức tùy khả năng sắp xếp các sự cúng dường, đây gọi là mình và người cùng cúng dường của Bồ Tát. 6. Hoặc trừ Bồ Tát hiện có ít tài vật, đem dâng cúng, hương khởi tầm bỉ mẫn, suy nghĩ tí cho người nghèo khổ thiếu phước không sức kia, khiến họ dùng vật thí đó cúng dường, hoặc Như Lai hoặc tháp, nguyện người kia ở đời vị lại, thọ nhiều an lạc, người kia được Phật đầy dùng để cúng dường Như Lai và tháp. Bồ Tát đối với việc ấy tự mình không làm việc cúng dường, đây gọi là chỉ dạy người cúng dường của Bồ Tát. Trong đây trừ Bồ Tát nếu tự mình cúng dường Phật và tháp, chỉ gặt hái quả đại phước. Nếu chỉ dạy người cúng dường sẽ gặt hái quả đại đại phước. Nếu mình và người cùng cúng dường sẽ gặt hái quả tối đại phước không gì sánh được. 7. Hoặc trừ Bồ Tát đối với Như Lai và tháp Như Lai, hoặc dùng các thứ y phục, thức ăn uống, ngoạn cụ, thuốc trị bệnh, cùng các tạp vật người thân để cúng dường, chắp tay thành kính lễ bái, dâng cúng trùng trùng huân hương, mạt hương, đồ hương, tràng hoa kỹ nhạc, tràng phan bào cái đèn sáng, ca tụng khen ngợi, nằm luân quỳ mạng để chiếu quanh bên phải mà vì cúng dường, hoặc phụng cúng thí vô lượng tiền của, hoặc phụng thí mà ni chân châu lưu ly là bối bích ngọc san hô
Xà cử mã não hổ phách, kim ngân xích châu, tất cả chân bảo như vậy, hoặc lại phụng thí các thứ trang sức như vòng đeo tay, vòng đeo tai, cho đến phụng thí trùng trùng linh báu, hoặc phần pha các thứ trần kỳ quý lại, buộc dây lụa, báu mà vì cúng dường. Đây gọi là Bồ Tát đối với Như Lai và tháp cung kính cúng dường tại bảo. 8. Hoặc chư Bồ Tát đối với Như Lai và tháp, trường thời sắp đặt cung kính cúng dường tại bảo như trên, và cúng dường hoặc cúng vật dụng nhiều, hoặc cúng vật dụng thượng diệu, hoặc hiện tiền hoặc không hiện tiền, hoặc tự mình làm hoặc dạy người làm, hoặc tâm thanh tịnh thắng giải mạnh mẽ hiện tiền cúng dường, dùng các chủng thiện cảm như vậy, hồi hướng vô thượng chánh đẳng bồ đề. 7 chủng như vậy gọi là cúng dường rộng lớn của Bồ Tát. 9. Hoặc chư Bồ Tát đối với Như Lai và tháp tự tay cúng dường, không ung tâm khinh mạn vào người cúng dường, không trụ phóng giật giải đãi lời biếng bất kính mà thiết lễ cúng dường, không khinh khi trịch thượng, tâm không xảo lãng, tâm không tạp nhiễu mà thiết lễ cúng dường, không được vì tiền của cung kính mà đối trước quốc vương đại thần các nhà tôn quý tinh phật giả dối bà đặt trùng trùng việc cúng dường hư vọng, không dùng màu sắc lẻ lẹt, không dùng trùng trùng hương cục quạt la át giả la cùng vật bất tịnh khác để cúng dường. 6 chủng như vậy gọi là cúng dường không nhiễm của Bồ Tát. Lại sự Bồ Tát lúc dùng tài bảo rộng lớn không nhiễm cung kính cúng dường Như Lai và tháp như vậy, tài bảo thu được hoặc do năng lực tự tay mình tích chứa, hoặc do từ người mà cầu, hoặc có được đầy đủ tài bảo tự tại, năng làm vô lượng việc cúng dường như vậy. Chư Bồ Tát đã được đầy đủ tự tại, hóa thân làm, hoặc một, hoặc hai, hoặc rất nhiều, cho đến trăm ngàn muôn muôn ước số. Tất cả thần đầy đều đối trước Như Lai và tháp cung kính lễ bái, lại từ mỗi mỗi hóa thân như vậy, hóa ra nhiều tay, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc quá số đầy. Tất cả tay đầy đều cầm vô lượng hương hoa mỹ diệu của các cõi trời, trùng trùng chân bảo thủ thắng khả ái phụng giả liên Như Lai và tháp, lại tề tất cả hóa thần như vậy, hóa do vô lượng âm thanh thượng diệu, cả ngậy công đức chân thật thẳm sâu rộng lớn của Như Lai, lại tề tất cả hóa thần như vậy, hóa do vô lượng vòng xuyến các thứ trang nghiêm tối thượng tối diệu, cùng trùng trùng chẳng phàn bảo cái cũng dường đầy đủ Như Lai và tháp. Tất cả việc như vậy, Bồ Tát đã thành tựu tự tại đầy đủ trong việc thiết lập cúng dường, đều thuộc tự tâm. Bồ Tát như vậy lại không mong cầu Như Lai ra đời, vì cớ sao? Vì Bồ Tát đây đã hay được chứng nhập vật thối chuyển địa, qua lại tất cả quốc độ chư Phật, đều không ngần ngại để mà cúng dường. Lại chư Bồ Tát họ không đủ lực tích tập tài bảo, cũng không từ người cầu để có được tài bảo, cũng không thu hoạch tài bảo đầy đủ tự tại để sắp đặt cúng dường. Nhưng ở nơi sở hữu hoặc thiệm bộ châu, hoặc bốn đại châu, hoặc ở ngàn thế giới, hoặc ở hai ngàn thế giới, hoặc tam thiền đại thiền thế giới, cho đến mười phương không ngàn không mé các thế giới, phẩm thượng trùng hạ, cúng dường đầy đủ tất cả Như Lai. Bồ Tát ở nơi các việc kia, dùng tâm tịnh tín đồng hành thắng giải, tư duy tùy hỷ rộng khắp tất cả. Bồ Tát như vậy ít dùng công sức mà phát khởi cúng dường rộng lớn vô biên, nhiếp thọ tư lương bồ đề rộng lớn. Bồ Tát ở nơi đây, hằng thời không gián đoạn, khởi tâm trần thiện, khởi tâm hoàn hỷ, tình cảnh tu học. 10. Hoặc chư Bồ Tát, ít thời, thoáng chốc cho đến như trường mảy lông, rộng khắp tất cả hữu tình, cho đến loài xuẩn động, tâm đồng tu tập từ bi hỷ xả, nơi tất cả hành tu tưởng vô thường khổ, tưởng khổ vô ngã. Đối với Niết Bàn, tu tưởng thù thắng lợi ích, đối với Phật Pháp Tăng và Lạc Mật Đa, tu tập tùy niệm, tùy ít thời, thoáng chốc, mà ở nơi tất cả pháp trí, nhẫn, phẩm hạ, tin hiểu trần như, pháp tánh lìa lòi, tâm trụ vô phân biệt, trụ vô tướng còn sanh khởi ít phần, hà hướng đối việc đây thực hành hơn thời gian như vậy. Như vậy Bồ Tát thủ hộ luật nghi giới đã thọ, tình sinh tu học pháp Samatha, pháp Tỳ Bát Xá Na, pháp Bồ Đề Phần, chân tránh sinh tu học tất cả ba la mật đa và các nhiếp sự. Đây gọi là cúng dường chánh hạnh của Bồ Tát. Cúng dường như vậy là tối bậc nhất, tối thượng, tối thắng, tối diệu, không gì vượt hơn. Cúng dường như vậy vượt quá việc dùng tất cả chung để đủ cúng dường ở phần trước trăm lần, ngàn lần cho đến ô bà ni sát đàm lần. Mười tướng đây đều gọi là đầy đủ tất cả chung cúng dường Như Lai. Như cúng dường Phật thì cúng dường hoặc pháp hoặc tăng, tùy chỗ thích hợp phải biết cũng vậy. Như vậy Bồ Tát cúng dường Tam Bảo có mười chủng, lúc phát khởi cúng dường phải nên duyên Như Lai sanh khởi sáu chủng ý vui tăng thượng. Một, ý vui tăng thượng dụng công đức rộng lớn không gì hơn. Hai, ý vui tăng thượng có ơn đức rộng lớn không gì hơn. Ba, ý vui tăng thượng do tôn quý trong tất cả loài hữu tình, không chân, hai chân và nhiều chân.
Bốn, ý vui tăng thượng như hoa yêu đàm vi diệu rất khó gặp. Năm, ý vui tăng thượng xuất hiện độc nhất trong tam thiền đại thiền thế giới. Sáu, ý vui tăng thượng là chỗ nương của tất cả nghĩa, khiến viên mãn tất cả công đức của thế gian và xuất thế gian. Do sáu chủng ý vui tăng thượng đầy, Bồ Tát đối với Như Lai hoặc Pháp hoặc Tăng, tùy tư duy chút phần hãy còn gặt hái quả công đức vô lượng, hà huống nhiều tư duy. B. Thần cận. Bồ Tát thành tựu bao nhiêu tướng năng làm bạn lành, bao nhiêu chủng tướng năng làm bạn lành không hư dối, thành tựu bao nhiêu tướng khiến tánh bạn lành làm chỗ nương tựa tin tưởng. Bồ Tát bạn lành có bao nhiêu chủng năng làm các việc bạn lành giáo hóa chúng sanh, Bồ Tát có bao nhiêu chủng thân cận bạn lành, bao nhiêu chủng tưởng nên ở nơi bạn lành lắng nghe chánh pháp, có bao nhiêu chủng xứ khi ở nơi bạn lành lắng nghe chánh pháp không tác ý khác đối với vị thầy thuyết pháp. 1. Nên biết Bồ Tát thành tựu tám trì năng viên mãn các tướng bạn lành. Một, an trụ giới, tức là diệu khéo an trụ ở trong luật nghi giới Bồ Tát không khuyết không hở. 2. Đà phán, tức là thành tựu giác tuệ. 3. Chứng đầy đủ, tức là tùy thuận các phẩm thiện thủ thắng do tu mà thành tựu, như là pháp gia ma tha tỳ bát xá na. 4. Trong tâm đầy đủ từ bi ải mẫn, tức là năng xa tự kỷ hiện pháp lạc trú, tình siêng không lời mỏi đối với việc nhiều ích người. 5. Vô úy, tức là khi vì người tuyên thuyết dạy trào chánh pháp không sợ hãi sợ, khiến quên mất nhớ nghĩ. 6. Thầy đều năng khảm nhẫn, tức là đối với sự cười nhạo khinh miệt, đối với lời nói chống trái không kính quý, đối với hết thảy lời nói phi ái, đối với trùng trùng ác hại, thầy đều năng khảm nhẫn. 7. Không mỏi mệt, tức là dùng tất cả năng lực mạnh mẽ có được nhiều tư trạch, vì bốn chúng tuyên thuyết chánh pháp, dùng lời nói không rắc rối, dễ nghe dễ hiểu, tâm không nhàm chán mỏi mệt. 8. Khéo dùng từ, tức là dùng ngôn ngữ đầy đủ viên mãn, dùng ngôn từ biện biệt rõ ràng, không hoại mất pháp tánh. 2. Trừ Bồ Tát đầy đủ các đức tương ứng năm chủng tướng năng làm bạn lành không hư dối. 1. Đối với người trước muốn cầu làm lợi ích an lạc. 2. Đối với lợi ích an lạc của kia như thật biết rõ tưởng tận hiểu biết không điền đảo. 3. Đối với người khéo quyền phương tiện thuận thời nghi thuyết pháp có lực có khả năng cho việc được phục. 4. Tầm nhiều ích không nhảm mỏi. 5. Đối với các hữu tình ở phẩm địa phẩm trùng phẩm thắng, tâm không thiền lệch, đầy đủ đại bi bình đẳng. 3. Trừ Bồ Tát thành tựu năm tướng khiến tánh bạn lành làm chỗ nương tựa tin tưởng, khiến người ở xa nghe được cũng hết lòng sanh tịnh tín, vốn là những người gần gũi thấy được. 1. Thắng diệu oai nghi viên mãn, oai nghi tịch tĩnh, oai nghi đầy đủ, tất cả chi phần đều không tháo động. 2. Thành khẩn cung kính, ba nghiệp hiện hành không trạo cử, không nhiễu loạn. 3. Không kiều mạn, không giả hiện oai nghi nghiêm chỉnh để dối gạt người. 4. Không ganh ghét, chọn không được đối với lợi dưỡng cung kính của người thuyết pháp mà sanh khởi không khảm nhẫn, lại thường khuyến thỉnh người thuyết pháp, cũng hàng khuyến thỉnh người khác rộng thí lợi dưỡng cung kính đối với vị kia. Tâm không xiểm định dối trá, tâm thuần tịnh với người, thấy người thuyết pháp thu được tài bảo cung kính, sanh sâu tùy hỷ như chính mình được lợi dưỡng cung kính, thấy người được lợi dưỡng cung kính, tâm hoan hỷ vượt hơn như vậy. 5. Tiết kiệm đơn giản, cất chứa rất ít các vật dụng, tùy được tùy xả. 4. Bồ Tát bạn lành do năm chủng tướng năng làm bạn lành giáo hóa chúng sanh. 1. Năng khuyên can khiến dừng dứt lỗi lầm. 2. Năng khiến nhớ nghĩ. 3. Năng dạy trao. 4. Năng dạy dằn. 5. Năng thuyết pháp. Các câu như vậy nên biết đã biện trong dạy dằn dạy trao của Thanh Văn Điện rộng như phẩm chủng tánh lực ở trước. 5. Do bốn chủng tướng khiến Bồ Tát viên mãn thân cận bạn lành. 1. Đối với bạn lành có bệnh không bệnh, tùy thời chăm sóc cung cấp, hàng thời phát khởi tịnh tín thường quý. 2. Đối với bạn lành, tùy thời kính hỏi lễ bái đón tiếp chắp tay ân cần, tội nghiệp hòa kính mà vì cúng dường. 3. Đối với bạn lành, tùy thời như pháp cúng dường y phục, thức ăn uống, ngoạ cụ, thuốc trị bệnh, các vật nuôi thân. 4. Đối với bạn lành ở nơi nghĩa hoặc hòa hợp hoặc chia lìa đã như pháp tùy chuyển tự tại, không bị khuỳnh động, thì xem là chỗ nương tựa trần tránh, như thật hiển phát tâm thuận hành, như lời dạy, tùy thời đến đi, cung kính phụng sự, thưa hỏi, nghe thọ. 6. Trừ Bồ Tát lúc muốn thỉnh pháp, nên làm thuận theo bạn lành lắng nghe chánh pháp, khởi năm trùng tưởng. 1. Nghĩ tưởng thời quý báu vì nghĩa khó được. 2. Nghĩ tưởng làm mắt vì nghĩa tánh nhân năng đắc diệu tuệ cầu sanh rộng lớn. 3. Nghĩ tưởng sáng suốt vì nghĩa tuệ nhãn cầu sanh rộng lớn, soi chiếu tất cả chủng sở trì như thật.
Bốn như tưởng quả rộng lớn công đức thù thắng, vì nghĩa tánh nhân năng đắc niết bàn và dấu tích vi diệu của ba bồ đề phù thượng. Năm nghĩ tưởng hoàn hỷ rộng lớn không tội, vì nghĩa thiện pháp chưa đắc niết bàn của ba bồ đề. Thì ở nơi pháp trì quán như thật điều luyện tánh nhân của lạc rộng lớn không tội. Bảy chư bồ tát khi muốn tự bạn lành lắng nghe chánh pháp, chỉ đem tâm thuần tịnh để lắng nghe chánh pháp, có năm chủng khiến khởi tác ý khác đối với người thuyết pháp. Một, đối với người phạm giới không tác ý khác, tức là không phát khởi tâm, đây là người pha giới không an trụ luật nghi, ta này chẳng nên theo kia để nghe pháp. Hai, đối với người thuộc dòng tộc thấp kém không tác ý khác, tức là không khởi tâm, đây là người trùng tánh thấp kém, ta nay chẳng nên theo kia để nghe pháp. Ba, đối với người dùng mạo xấu không tác ý khác, tức là chẳng khởi tâm, đây là người xấu xí, ta này chẳng nên theo kia để nghe pháp. 4. Đối với người văn dở không tác ý khác, tức là chẳng khởi tâm kia, ở nơi ngôn từ chẳng khéo văn hòa, ta này chẳng nên theo kia để nghe pháp, nên chỉ nương nghĩa, không nương văn. 5. Đối với người phát lời không vì diệu không tác ý khác, tức là chẳng khởi tâm, đây là lời thô ác, nhiều phẫn khỏe, chẳng dùng lời mỹ diệu để thuyết các pháp, ta này chẳng nên theo kia để nghe pháp. Bồ Tát khi muốn nghe pháp không nên tác ý năm điểm như vậy, chỉ nên cung kính nhiếp thọ chánh pháp. Đối với vị pháp sư chưa từng gặp mặt, nếu Bồ Tát có vẻ yếu kém, tâm sanh khinh thường, chẳng muốn theo để nghe chánh pháp, nên biết hành động đầy chẳng cầu tự lợi, lối mất thắng tuệ. C. Vô lượng, sao gọi là Bồ Tát tu bốn vô lượng từ bi hỷ xả? Được có ba chủng tu bốn vô lượng của chư Bồ Tát: một, vô lượng duyên hữu tình; hai, vô lượng duyên pháp; ba, vô lượng duyên không. Hoặc chư Bồ Tát đối với ba tụ của tất cả hữu tình đây, an lập là không khổ không vui, có khổ có vui. Trước tiên đối với hữu tình muốn cầu vui, Bồ Tát phát khởi ý lạc tăng thượng cho vui, thắng giải hữu tình duyên khắp mười phương, an trụ không điền đảo. Tu tâm cầu hữu với hữu tử, đây gọi là tu duyên hữu tình. Hoặc chư Bồ Tát trụ tưởng chỉ có pháp, giả nói hữu tình, tu tâm cầu hữu với hữu tử, đây gọi là tu duyên pháp. Hoặc chư Bồ Tát ở nơi pháp xa lìa phân biệt, tu tâm cầu hữu với hữu tử, đây gọi là tu duyên không. Như tu duyên ba loại sai biệt là duyên hữu tình, duyên pháp, duyên không, thì bi hỷ xả nên biết cũng vậy. Hoặc chư Bồ Tát đối với người có khổ phát khởi ý lạc tăng thượng, trừ khổ rộng khắp mười phương, tu tâm cầu hữu với bi, đây gọi là bi. Hoặc chư Bồ Tát đối với người có vui phát khởi ý lạc tăng thượng, tùy hỷ rộng khắp mười phương, tu tâm cầu hữu với hỷ, đây gọi là hỷ. Hoặc chư Bồ Tát đối với hữu tình không khổ không vui, có khổ có vui, tùy theo thứ lớp mà phát khởi ý lạc tăng thượng, xa lìa si sân tham, rộng duyên khắp mười phương, tu tâm cầu hữu với xả, đây gọi là xả. Trong đầy vô lượng tứ bi hỷ xả, nếu duyên hữu tình thì tướng đây cùng chung với các ngoại đạo, nếu duyên pháp thì tướng đây cùng chung với các thành phần độc giác, không cùng chung với các ngoại đạo. Lại ba chủng vô lượng tứ bi hỷ của Bồ Tát nên biết nhất vào ý vui an lạc, một chủng vô lượng xả của Bồ Tát nên biết nhất vào ý vui lợi ích. Tất cả vô lượng của Bồ Tát như vậy gọi là ái mẫn. Vì chư Bồ Tát nước Tây thành tựu cho nên gọi là bậc ái mẫn. Trong đề Bồ Tát đối với hữu tình giới, quán thế có 110 chủng khổ, nên tu vô lượng bi đối với các hữu tình. Những gì gọi là 110 chủng khổ, có một chủng khổ đương khổ của sự lưu chuyển không khác biệt. Tất cả hữu tình không hữu tình nào trong đọa khổ lưu chuyển. Lại có hai khổ, một dục là căn bản khổ như sự vật khả ái bị biến hoại, do đây phát sanh khổ. Hai, si dị thục phát sanh khổ, như thân thể lãnh thọ mạnh mẽ sự xúc chạm, từ ở nơi tự thể chấp ngã ngã sở ngu xỉ mềm muội sanh giận dữ oán thán, do nhân duyên đây thọ nhận hai mũi tên thọ, đó là thân thọ mũi tên khổ và tâm thọ mũi tên khổ. Lại có ba khổ, một khổ khổ, hai hành khổ, ba hoại khổ. Lại có bốn khổ, một biệt ly khổ, đó là khổ phát sanh do thương yêu mà phải chia lìa. Hai đoạn hoại khổ, đó là khổ phát sanh do chết, xa lìa chúng đồng phận. 3. Tương tục khổ, đó là khổ phát sanh do từ đây về sau, lớp lớp sanh tử truyền chuyển tiếp nối không dừng. 4. Rốt ráo khổ, đó là nhất định không có pháp bát niết bàn. Lại có 5 khổ, đó là 5 thủ uẩn khổ của các loại hữu tình. 1. Khổ phát sanh do duyên tham dục truyền. 2. Khổ phát sanh do duyên sân khỏe truyền. 3. Khổ phát sanh do duyên hôn trầm thủy miên truyền. 5.
Bốn khổ pháp sanh do duyên trạo cử ác tác triển, năm khổ pháp sanh do duyên nghi cải triển, lại có sáu khổ. Một, nhân khổ vì tích tập nhân đi vào nẻo ác. Hai, quả khổ vì sanh vào các đường ác. Ba, cầu tiền của địa vị khổ. Bốn, siêng năng giữ gìn khổ. Năm, không chán đủ khổ. Sáu, biến hoại khổ. Sáu chủng như vậy nói chung là khổ. Lại có bảy khổ. Một, sanh khổ. Hai, già khổ. Ba, bệnh khổ. Bốn, chết khổ. Năm, oán ghét gặp nhau mà khổ. Sáu, thương yêu chia lìa mà khổ. Bảy, mong cầu chẳng được mà khổ. Lại có tám khổ. Một, lạnh khổ. Hai, nóng khổ. Ba, đói khổ. Bốn, khát khổ. Năm, không tự tại khổ. Sáu, tự bước não khổ. Đó là các ngoại đạo như vô hạn. Bảy, bước não của những điều khác nền khổ, như sự xúc chạm do người khác cầm các vật ném quăng xúc chạm của ruồi muỗi. Tám, giữ một loại oai nghi trong thời gian dài nền khổ. Lại có chín khổ. Một, tự suy tổn khổ. Hai, người làm suy tổn khổ. Ba, thân thuộc suy tổn khổ. Bốn, tiền của địa vị suy tổn khổ. Năm, trước không bệnh sau bị suy tổn khổ. Sáu, giới suy tổn khổ. Bảy, thấy suy tổn khổ. Tám, hiện pháp khổ. Chín, hậu pháp khổ. Lại có 10 khổ. Một, thiếu thốn các thứ để ăn nên khổ. Hai, thiếu thốn các thứ để uống nên khổ. Ba, thiếu thốn các phương tiện đi lại nên khổ. Bốn, thiếu các thứ y phục nên khổ. Năm, thiếu thốn các thứ trang nghiêm nên khổ. Sáu, thiếu thốn các vật dụng nên khổ. Bảy, thiếu thốn hương hoa trang sức nên khổ. Tám, thiếu thốn kỹ nhạc ca múa nên khổ. Chín, thiếu các thứ đèn sáng nên khổ. 10, thiếu kẻ nam người nữ phụng sự nên khổ. Ngoài ra lại có 9 chủng khổ. Một, tất cả khổ. Hai, rộng lớn khổ. Ba, tất cả muôn khổ. Bốn, tà hạnh khổ. Năm, lưu chuyển khổ. Sáu, không tọa ý nên khổ. Bảy, chia rẽ khổ. Tám, rong ruổi khổ. Chín, tất cả chủng khổ. Trong tất cả khổ lại có hai khổ. Một, nhân đời trước phát sanh khổ. Hai, duyên hiện tại phát sanh khổ. Trong rộng lớn khổ lại có bốn khổ. Một, trường thời khổ. Hai, mãnh liệt khổ. Ba, tạp loại khổ. Bốn, không gián đoạn khổ. Trong tất cả muôn khổ cũng có bốn khổ. Một, địa ngục khổ. Hai, bảng sanh khổ. Ba, thế giới quỷ khổ. Bốn, nhiếp vào đường thiện khổ. Trong tà hạnh khổ lại có năm khổ. Một, do hiện tại xúc phạm người, người làm việc chẳng nhiều ích nên phát sanh khổ. Hai, do thọ dụng thức ăn uống không điều hòa, tứ đại không quân bình nên phát sanh khổ. Ba, do hiện pháp gặp khổ bức bách, tự nhiên tạo tác phát khỏi khổ. Bốn, do hằng ở trong tác ý phi lý nên thọ các phiền não và tùy phiền não triền khiến sanh khỏi các khổ. Năm, do phát khởi chủng chủng thân nghĩ ý ác hạnh dẫn đến đời sau thọ các khổ ở đường ác. Trong lưu chuyển khổ lại có sáu chủng. Lưu chuyển sanh tử bất định, chỗ phát sanh khổ. Một, tự thần bất định, như là trước kia đã từng làm chủ, về sau làm tồi tớ. Hai, cha mẹ bất định. Ba, vợ con bất định. Bốn, tôi tớ sai khiến bất định. Năm, bạn bè quan chức quyến thuộc bất định, như là trước kia từng làm cha mẹ cho đến quyến thuộc, để sau xoay phần chuyển lưu thành kẻ oan gia và ác trí thức. Sáu, tiền tài địa vị bất định, như là trước kia từng giàu có sung túc, về sau nghèo cùng khốn khổ. Trong không tọa ý nên khổ có bảy chủng. Một, muốn cầu trường thọ nhưng sanh mạng ngắn ngủi không tọa ý nên khổ. Hai, muốn cầu đoan tránh nhưng sanh xấu xí không tọa ý nên khổ. Ba, muốn sanh dòng tộc cao sang nhưng lại sanh dòng bẩn tiện không tọa ý nên khổ. Bốn, muốn cầu giàu có lại sanh nghèo hèn không tọa ý nên khổ. Năm, muốn cầu sức mạnh nhưng lại sanh yếu kém không tọa ý nên khổ. Sáu, muốn cầu hiểu biết các cảnh giới sở chi nhưng ngu si vô trí hiện hành không tọa ý nên sanh khổ. Bảy, muốn cầu hơn người nhưng trái lại người hơn không tọa ý nên sanh khổ. Trong chia rẽ nên khổ lại có tám chủng. Một, người tại gia có vợ con bị tổn giảm nên khổ. Hai, người xuất gia vẫn còn hết thảy tham phiền não hừng thạnh nên khổ. Ba, cơ hiểm nên khổ. Bốn, oán địch bức bách nên khổ. Năm, sống ở nơi nguy hiểm hoang vắng bị sợ hãi bức bách nên khổ. Sáu, hệ thuộc người nên khổ. Bảy, chi phần không đầy đủ bị tổn não nên khổ. Tám, bị giết hại trói cột xua đuổi đánh đập bức não nên khổ. Trong dòng xuôi theo khổ có 9 khổ, đó là nương tám pháp thế gian có 8 chủng khổ. Một, phá hoại đến lúc hoại khổ. Hai, pháp tận đến lúc tận khổ. Ba, pháp già đến lúc già khổ. Bốn, pháp bệnh đến lúc bệnh khổ. Năm, pháp chết đến lúc chết khổ. Sáu, không đoạn nên khổ. Bảy, không tiến khèn nên khổ. Tám, vì sự che trách nên khổ. Đây là 8 khổ. Thêm mong cầu
nên khổ là 9. Trong tất cả chủng khổ có 10 khổ, đó là ngược lại với năm lạc đã nói ở trước là năm chủng khổ. 1 nhân khổ, 2 thọ khổ, 3 duy trì không lạc khổ, 4 thọ không đoạn dứt khổ, 5 xuất lì viễn lì tịch tĩnh, bồ đề vui sở trị nhà kiết dục giới tầm dị sanh khổ, đây gọi là năm khổ. Lại có 5 khổ: 1 bức bách nên khổ, 2 thiếu thốn các thứ vật chất nên khổ, 3 tứ đại không quần bình nên khổ, 4 thương yêu nhưng bị biến hoại nên khổ, 5 ba cõi phiền não phần thô trọng nên khổ, đây gọi là năm khổ. Chưa có 5, đây có 5 cộng chung là 10 khổ, đây gọi là tất cả chủng khổ. Chưa có 5 năm, nay có 5 năm, tổng cộng là 110 chủng khổ. Bồ Tát ở nơi cảnh giới sở duyên bi, vì duyên cảnh đây nên chư Bồ Tát sanh khởi tu tập tăng trưởng viên mãn tâm bi. Lại chư Bồ Tát ở nơi khổ ẩn lớn, duyên 19 khổ phát khởi đại bi. Những gì là 19 khổ? 1 ngu si dị thục khổ, 2 hành khổ nhiếp lấy khổ, 3 rốt ráo khổ, 4 nhân khổ, 5 sanh khổ, 6 tự làm bước não khổ, 7 giới suy tổn khổ, 8 kiến suy tổn khổ, 9 nhân đời trước khổ, 10 rộng lớn khổ, 11 địa ngục khổ, 12 đường thiện nghiệp lấy khổ, 13 tất cả tà hạnh phát sanh khổ, 14 tất cả lưu chuyển khổ, 15 vô trí khổ, 16 tăng trưởng khổ, 17 rong ruổi khổ, 18 thọ khổ, 19 thô trọng khổ. Do 4 duyên bi được gọi là đại bi. Do 4 duyên nên bi được gọi là đại bi. 1. Do duyên khổ của hữu tình thẳm sâu vì thế khó rõ làm cảnh sanh bi. 2. Do trường thời tích tập mà thành, đó là chư Bồ Tát trải qua vô lượng trăm ngàn đại kiếp tích tập thành tựu. 3. Do tác ý mạnh mẽ nên sở duyên mà phát khởi, đó là chư Bồ Tát giữ gìn tác ý bi đầy. Vì nhân duyên giúp các khổ hữu tình nên năng xả bỏ trăm ngàn thân mạng cùng với tài bảo, hà hướng một thân mạng, đều năng khảm nhẫn ở nơi tất cả thống khổ. 4. Cực thành tịnh, đó là chư Bồ Tát đã đạt đến rốt ráo thanh tịnh của Bồ Tát, hay chư Như Lai đạt đến thanh tịnh Phật Điện Như Lai. Lại chư Bồ Tát do 110 chủng khổ đã nói ở trước, đối với các hữu tình lúc tu tâm bì, tức là tu tập tất cả sở hữu tâm bì của Bồ Tát, lại năng nhanh chóng chứng ý lạc thanh tịnh, chứng nhập ý lạc thanh tịnh địa của Bồ Tát. Đối với các hữu tình, Bồ Tát thành tựu tâm rất gần gũi, tâm rất nhớ quý, tâm muốn thi ân, tâm không nhảm mỏi, tâm thay thế chịu khổ, tâm có thể khảm nhẫn tự tại, nhu hòa uyển chuyển. Chư thánh thành văn đã đắc chứng nhập khổ đế hiện quán, đã đạt đến chốt giáo. Ở nơi khổ, tâm đồng hành nhằm chán sâu xa tương tục mà chuyển. Bồ Tát không như thế, xem thấy như chúng sanh bị đọa trong số 110 chủng cực khổ uẩn lớn, trước tiên hành tâm bi đối với các hữu tình. Như vậy Bồ Tát lấy sự tu tập bi mà huân ước nơi tâm, đối với các sự trong ngoài không có chút phần nào mà chẳng thể xả, không có giới luật nghi nào mà chẳng thể học, không có oán hại nào mà chẳng thể nhẫn, không có tinh tấn nào mà chẳng phát khởi, không có tịnh lượng nào mà chẳng thể chứng, không có diệu tệ nào mà chẳng thể nhập. Cho nên nếu có ai thỉnh hỏi Như Lai lấy những gì kiến lập bồ đề của Bồ Tát, Như Lai đều tránh trả lời, bi là chỗ kiến lập bồ đề của chư Bồ Tát. Như trước đã nói, mỗi một vô lượng đều có vô lượng Bồ Tát tròn đầy đức như ý tùy chuyển, đều năng nhiếp thọ vô lượng quả đáng yêu thích, đều có vô lượng trùng chỉ chuyển theo một hướng là diệu thiện vô tội. Nên biết Bồ Tát tinh siêng tu học vô lượng như vậy, năng thành tựu bốn chủng công đức lợi ích thủ thắng, đó là do tu tập vô lượng đầy. Trước tiên đắc hiện pháp lạc trú tối thắng, nhiếp thọ tăng trưởng vô lượng từ đường phước đức tối thắng, năng đối vô thượng chánh đẳng phổ đà ý lạc bền chắc. Vì muốn nhiều ích các hữu tình nên ở trong sanh tử khả năng nhẫn thọ tất cả đại khổ. Phần đầu trì du giả sướng, phẩm 17 bồ đề phần 1. Giả gọi là pháp bồ đề phần của Bồ Tát Ốt Đà Nam thuyết: tam quý lực kiên trì, không nhàm luận thế trí, chánh y vô ngại giải, tư lương bồ đề phần, trì quán tánh thiện xảo, đà la ni chánh nguyện, có ba tam ma địa, bốn pháp Ốt Đà Nam. Tam quý của Bồ Tát lược có hai chủng: một tự tánh, hai chỗ nương. Tự tánh, chư Bồ Tát đối với tội hiện hành năng nhận thức trần tránh, ta làm điều phi pháp, trong lòng sanh hổ thẹn, đây gọi là tàm, tức ở trong đây năng nhận biết chân chánh. Đối với người sợ hãi, bên ngoài sanh hổ thẹn, đây gọi là quý. Bồ Tát vốn có bản tánh hổ thẹn mạnh mẽ như vậy, huống chi lại thêm tu tập, đây gọi là tự tánh tàm quý của Bồ Tát.
Chỗ nương lược có bốn chủng hoặc chữ Bồ Tát đối với việc nên làm mà không tùy thuận, không kiến lập, nên sanh khởi hổ thẹn, đây gọi là chỗ nương thứ nhất. Hoặc chữ Bồ Tát đối với việc không nên làm, lại tùy thuận kiến lập nên sanh hổ thẹn, đây gọi là chỗ nương thứ hai. Hoặc chữ Bồ Tát tự mình đã làm các việc ác phát sanh hổ thẹn, đây gọi là chỗ nương thứ ba. Hoặc chữ Bồ Tát tự mình sanh khởi các việc ác tác hữu y, theo đuổi không xả nên sanh hổ thẹn, đây gọi là chỗ nương thứ tư. Như vậy gọi là chỗ nương tam quý của Bồ Tát. Tánh lực hành trì kiên cố của Bồ Tát, tánh đây lược có hai chủng, một tự tánh, hai chỗ nương. Tự tánh là tánh năng ngăn chặn tâm nhiễm ô, tánh không tùy thuận, không tự tại hành theo phiền não, tánh kham nhẫn khổ. Tuy hiện tại có nhiều trùng trùng hãi sợ mạnh mẽ mà tánh gia hạnh chân chánh không lay động, nên thành tựu tánh lực hành trì kiên cố. Như vậy gọi là tự tánh của tánh lực hành trì kiên cố. Tánh lực hành trì kiên cố của Bồ Tát lược có 5 chỗ nương. Một, gặp gỡ luân chuyển trong sanh tử, nên có chủ trùng đại khổ mà giáo hóa hữu tình, có chủng trùng tà hạnh. Hai, vì nhiễu ích hữu tình nên thệ thọ trường thời lưu chuyển trong sanh tử. Ba, lúc tuyên dương pháp nghĩa trọng đại trong đại chúng, gặp phải các bè phái luận khác đấu tranh nại vấn. Bốn, thệ thọ học thọ tất cả học xứ của Bồ Tát. Năm, lắng nghe pháp rộng lớn thẳm sâu khó nghĩa bàn. Như vậy gọi là chỗ nương tánh lực hành trì kiên cố của Bồ Tát, tâm không nhằm mỏi của Bồ Tát. Do năm nhân duyên Bồ Tát tránh giác hạnh rộng khắp trong tất cả mà tâm không nhàm mỏi. Một, tánh Bồ Tát tự có lực nên không nhàm mỏi. Hai, Bồ Tát tâm không nhàm mỏi như vậy, lớp lớp xuyên suốt tu hành nên không nhàm mỏi. Ba, Bồ Tát phương tiện nhiếp thọ tinh tấn dũng mãnh, năng chân chánh tùy quán trước sau, đạt được sở đắc truyền chuyển thủ thắng nên không nhàm mỏi. Bốn, Bồ Tát thành tựu diệu tuệ mãnh lợi tăng thượng, có lực chánh từ trạch nên không nhàm mỏi. Năm, Bồ Tát hằng thường hiện tiền tâm bi mãnh liệt, tâm cực ái mẫn đối với các hữu tình nên không nhàm mỏi. Khéo biết các lợi của Bồ Tát, chư Bồ Tát đối với danh cú văn thân của năm minh xứ tương ứng các pháp, từ ngày khéo lãnh thọ, khéo tập học thông lợi, tức là ở nơi diệu nghĩa của các pháp như vậy, hoặc từ người mà khéo lắng nghe, khéo giác quyết, hoặc tự mình tình cần khéo tư duy biết pháp biết nghĩa Bồ Tát như vậy, nơi pháp nơi nghĩa không bị quên mất, hằng thường tinh cần không xả ra hạnh. Lại vì muốn rõ biết pháp nghĩa khác càng về sau càng mới càng giải biệt, nên tùy phần từ tù đã đến chốt giáo, nhưng vì do đây cho nên dần dần thứ lớp mới được thành thục, ở nơi pháp nghĩa thu được tịnh tín. Do hành tướng đây nên trí Bồ Tát biết các loại không điên đảo, năng viên mãn vô lượng. Khéo biết thế gian của Bồ Tát, chư Bồ Tát đối khắp tất cả hữu tình thế gian như thật rõ biết thế gian như vậy thật là hiểm nạn, thật là ngu muội. Thì là đó là tuy có sanh lão tử lớp lớp sanh tử chồng chất mà các hữu tình ở nơi sanh lão tử ấy lên lên xuống xuống chẳng tự hay biết. Lại chư Bồ Tát như thật rõ biết hữu tình thế gian có các uế trược, nếu các uế trược ở đời trược tăng, không các uế trược ở đời trược giảm. Đó là nương nằm trược: một, thọ mạng trược; hai, hữu tình trược; ba, phiền não trược; bốn, kiến trược; năm, kiếp trược. Thời nay thọ mạng của người giảm lần, người sống trường thọ chẳng quá trăm năm, thời xưa không vậy, đây gọi là thọ mạng trược. Thời nay hữu tình phần nhiều, không tôn trọng cha mẹ, không tôn trọng sa môn bà la môn, không tôn trọng bậc gia trưởng đáng kính, những người làm các việc có nghĩa có lợi, những người làm việc đáng làm, họ không biết sợ hãi, chỉ làm các việc có tội ở đời này, có tội ở đời sau. Họ không tu huệ thí, không làm nghiệp phước, không thọ trái pháp, không thọ tự giới. Thời xưa không vậy, để gọi là hữu tình trược. Thời nay hữu tình phần nhiều tập hành tham lạm phi pháp, tham không bình đẳng, có sức chỉ để cầm nắm đao kiếm, cầm nắm binh khí đấu tranh lẫn nhau, phần nhiều hành xiểm khúc dối trá vọng ngữ, nhiếp thọ tà pháp, hiện hành vô lượng pháp ác bất thiện, hiện có thể thấy được. Thời xưa không vậy, đây gọi là phiền não trược. Thời nay phần nhiều hỷ tình vì hoại chánh pháp, vì diệt chánh pháp, tạo lập nhiều việc tương tự chánh pháp, tà nghĩa, mong cầu hư vọng. Thời xưa không vậy, đây gọi là kiến trược. Thời nay hữu tình dần dần nhập trong kiếp đói khổ, như hiện có nhiều nơi đói khổ, dần dần nhập vào kiếp dịch bệnh, như hiện có nhiều dịch bệnh lan tràn, dần dần nhập trong kiếp bình đào, như hiện có nhiều nơi dùng bình đào để sát hại lẫn nhau. Tất cả đều có thể thấy được. Thời xưa không vậy, đây gọi là kiếp trường. Như vậy gọi là Bồ Tát như thật rõ biết hữu tình thế gian. Lại trừ Bồ Tát như thật rõ biết sự thành lập, sự hủy hoại của các khí thế gian,
đó là nhìn thấy rõ sự sai biệt của chúng. Lại trừ Bồ Tát sống nơi thế gian đều như thật, biết nơi thế gian tập, nơi thế gian diệt, nơi thế gian năng hướng đến tập hành, nơi thế gian, nơi thế gian năng hướng đến diệt hành, nơi thế gian ái vị quá hạn xuất vị. Lại trừ Bồ Tát như thật rõ biết, mắt cho đến ý các uẩn vô sắc, bốn đại tạo sắc thành thần sĩ phù, chỉ có như thế, chỉ có giả gọi tánh người ở trong chỗ có tưởng hoặc ngã hoặc hữu tình, từ duy chỉ có tưởng ở chỗ chỉ có ngôn thuyết tên gọi mắt ta thấy sắc, nói rộng cho đến ý ta biết pháp, cũng chỉ có ngôn thuyết tên gọi ở trong chỗ có lời nói thế tục, đó là người đây có tên như vậy, chủng loại như vậy, dòng tộc như vậy, ăn uống như vậy, lãnh thọ hoặc vui hoặc khổ như vậy, trường thọ như vậy, sống lâu như vậy, giới hạn thọ mạng tận hết như vậy, cũng chỉ có ngôn thuyết thế tục. Bồ Tát đều như thật biết các sự đầy. Do trừ Bồ Tát như thật rõ biết, hoặc khi ưu tình thế gian lưu chuyển sai biệt, hoặc khí thế gian lưu chuyển sai biệt, hoặc quán xét nghĩa của tám chủng tướng thế gian, hoặc các thế gian chỗ có thắng nghĩa, cho nên nói là khéo biết thế gian. Lại trừ Bồ Tát nếu thấy người có niềm đức, những bậc tôn quý, năng tiếp đón mời ngồi thưa hỏi lễ bái, chắp tay ân cần tu nghiệp hòa kính. Nếu thấy người có đức, những hoặc những bậc ngang hàng thì hoan hỷ thăm hỏi, dùng lời nhu nhuyến cùng nhau đàm luận, không lượng mạng để so lượng chống đối. Nếu thấy những người kém đức thì tùy lực, tùy khả năng khuyên tu đức thủ thắng, ẩn trẻ thật đức, hoặc chỉ hiển chút ít, chọn không cao cử, khiến người kia hổ thẹn, cũng không khinh chê, khiến kia buồn bã thối lui. Bên kia có mong cầu hoặc tiền của hoặc pháp thì không xoay lưng, cũng không nhăn nhó khó chịu, không giễu cợt lỗi lầm, cũng không khinh miệt làm mất danh dự của kia. Bồ Tát đối với tất cả hữu tình hoặc kém hoặc bằng hoặc hởn như vậy, nếu khi gặp họ trước ý thăm hỏi vấn an thiện lai, Bồ Tát sống ở nơi yên ổn thì tùy sức mà chân chánh nắm giữ hết tài bảo, tùy ở nơi tôn quý có nhiều tài bảo mà đối với hữu tình chọn không ngang ngược lộng hành, nhập lấy hữu tình cung cấp tài vật. Người có tật bệnh hay không có tật bệnh chọn không xả bỏ, thân nghiệp hữu nghiệp không gì chẳng tùy thuận. Bồ Tát đối với người hoặc quen hoặc không quen, tâm đều bình đẳng, không oán không hiểm, cùng làm bạn hữu. Đối với hữu tình không nơi nương tựa, tùy lực tùy khả năng làm nơi nương tựa, không dùng cách thức khiến người phát sanh yêu khổ, khiến người không được an lạc, dầu chỉ trong thoáng chốc. Nếu có nhân duyên nói chuyện vui cười thì hợp lý xứng lý mà nói, không được không nhự lý. Tùy thầm tính thân mật không ngăn cách, cũng không được bàn luận chuyện thế sự. Bồ Tát đối với người chọn không ôm lòng hiểm hận lâu, giả sử tạm thời khỏi cũng không được chế trách. Hoặc thần ngữ của người có lỗi thiếu sót thì hoặc khéo tư trạch, hoặc nương tránh pháp, hoặc kiểm điểm lỗi trái vượt để giải mở cho chính mình, không được khiển trách người. Nên tâm an tĩnh, không vội bạo khinh xuất, phát khởi nghiệp thần ngữ ý thể đều kỹ lưỡng sâu xa, khắp năng xà liều 14 cấu nghiệp, phần tàng 6 phương xà liều 4 bạn ác, gần 4 bạn lành, nên biết tất cả việc như vậy đầy đủ trong khế kinh thì khử cấp ca đã thuyết. Hoặc vì sự nghĩa lợi ích hiện pháp, tương ứng tiền tài địa vị phát khởi khích lệ, đầy đủ giữ gìn đầy đủ bình đẳng giữa mạng, đối với lĩnh vực nghề nghiệp công xảo của thế gian đều được thiện xảo, tánh không xiểm không dối không lường gạt, đối với lỗi hiện hành lòng hổ thẹn sâu, đầy đủ chánh hạnh tôn trọng chánh hạnh thủ hộ chánh hạnh, có vật giao phó cho người sanh tin tưởng sâu, đối với tài vật của người không chủ tính do lường, cho người mượn vật chọn không trái ngăn, phần chia tài vật chúng có chọn không dối trá, biết dành về trần bảo, người chẳng biết dành khi mua bán định giá tương xứng với trần bảo, đối với các việc đời làm khuôn mẫu quy tắc lợi ích cho thế gian, chân tránh biện biệt một cách nhanh nhẹn nhạy bén, đối với các sự việc nên làm của người, người đến xin cầu giúp đều làm trợ bạn, thật thà thuần hậu không rời chuyển, không theo duyên pháp, khéo kinh doanh sự nghiệp chẳng làm điều bất thiện, nếu làm đế vương dùng pháp để trị vì thế gian, chẳng dùng vì pháp, chẳng dùng trị phạt chẳng lành, nếu lãnh đạo đại chúng thì khuyến khích xả ác giới, khiến tu tập thiện giới thành tựu tám chủng ngôn ngữ thánh hiền. Đó là ở nơi điều đã thấy, khi được hỏi thì đáp thấy, ở nơi điều đã nghe hiểu biết, khi được hỏi thì đáp nghe hiểu biết, ở nơi điều chẳng thấy, khi được hỏi thì đáp chẳng thấy, ở nơi điều chẳng nghe chẳng hiểu chẳng biết, khi được hỏi thì đáp chẳng nghe chẳng hiểu chẳng biết. Bồ Tát thành tựu hết thảy pháp như vậy, như điều nên biết ở thế gian, như điều nên truyền ở thế gian, Bồ Tát đều như thật biết tất cả, cho nên gọi là Bồ Tát khéo biết thế gian.